Này bò kho, wow, cái này là hết sảy luôn cả nhà. Mai xin chào hết cả nhà. Hôm nay mình tập mình bỏ tỏi vô. Tỏi lơ. Ở nhà cùng vào bếp ăn tối với gia đình nhà mình nha. Bỏ dầu vô, bỏ tỏi vô. Bỏ dầu vô, bỏ tỏi vô. Thì mình bỏ cua vô mình xào. Rồi giờ nó sẽ lên dần dần. Rồi, bỏ cua vô. Bít cua. Chắc đây là bỏ đường nữa. Không cứ giặt như vậy. Cái gì vậy? Hành đi, hành xong mình bỏ hành vô luôn. Rất là dạ. Nó có mùi thơm, cho nó thơm như vậy luôn. Cho nó dính vô từng bún, bún nó thơm. Ở gia đình nhà mình
Bà con ở nhà mình, mình đợi cho nó mềm mềm thịt xong mình bỏ cái bắp vô, nên mình hầm nó, hầm chắc khoảng 3 tiếng á. Rồi mình có cà rốt, cà rốt này chút nữa là thịt nó hay là nó chín rồi mình bỏ cà rốt vô. Thịt thì chín rồi mà cho nó mềm, sau cùng là mình bỏ miếng bột năng vô nha. Khi nào nó chín xong xuôi hoàn thành mình bỏ miếng bột năng vô. Quá hấp dẫn rồi. Ok, tiếp đi cho cả nhà mình xem. Bún thơm thịt chung với cua, wow, cái màu quá đẹp luôn. Cả nhà xào nước tương hả? Xào nước tương, tương nước thơm nó có màu đẹp quá hả? Cua mình cũng đã hoàn thành, đồ ăn của mình đã hoàn thành, bây giờ mình ăn. Này sao khó gặp, phải khó gặp. Cua gà tỏi, bún. Đó, cua lên. Phải có chấm muối ớt nha. Đây mình có mực nè cả nhà, mực chiên giòn, nó giòn luôn. Mực chiên giòn ngon đó. Chấm với tương ớt, cả nhà chấm với tương ớt rồi hết sảy luôn, đúng bài luôn. Bò kho thì phải có muối ớt, gà quế. Bây giờ bông phấn cả nhà, bông phấn sao mà mùa này quá cho bông phấn. Mời cả nhà ăn tối cùng gia đình nhà Kim cho vui, nhà Kim Mai cho vui, ăn tối cuối tuần. Mới đây cuối tuần nữa rồi, lẹ quá cả nhà ơi. Ở Mỹ nó cũng nhanh thiệt á chứ. Ừ, mình có đồ kho của mình nè. Đẹp. Đồ bò kho. Hấp dẫn luôn. Kho của mình này, bò kho, wow, cái này là hết sảy luôn cả nhà. Bò kho phải nấu nạm, nạm dưa, nạm bò kho, nạm bò, nạm bò. Rồi mời. Ăn gì trước mình không biết, ăn gì trước nè, ăn mực trước đi, mực ngon đó, mực giòn nè, mực mà cả nhà, mực chiên giòn tươi quá ngon. Rất là ăn hả? Mình bắt cơm không? Làm cái cua đây. Làm cái cua nha. Cái cua đây. Ngon. Để mình thử cái hành của em coi. Này hành củ chiên giòn cái nha. Này cũng ngon. Mm.
của hành phiên hoàng ngọc. Gì nó đây? Đem lại rồi. Thiệt. Ngon. Cua này không? Làm nó rất cực không vậy? Nó có thịt nhiều. Bốn ăn. Nó có thịt quá trời. Bún nè. Vô cho đỡ nghe. Là cua ăn với bún ngon, với mì chứ, mì, ông mì, ăn với mì, cua nó bự, ngon quá, bột kho mềm mà hở ra mềm chưa, rồi bột kho của mình đó, mềm chưa, mềm má. Gừng cải ra sao? Gừng. Ăn hủ tiếu bột kho, mì bột kho hả? Ừ, cái rồi. Nào cũng được. Hủ tiếu, mì, bánh mì gì bánh cũng mì được. Cũng được. Hôm nay mình có miếng bột năng nữa nha. Bột năng vô. Cái mặn. Cua mặn. Cua ngọt cơ. Đừng nó mềm mày. Nó giòn. Mình thích ăn này. Cái này cái gì nè? Cái này kêu bằng gì? Cái đó hả? Cái đó Việt Nam mình hay kêu bằng cái tổ ong. Tổ ong à? Ăn belly, sực. Cái belly. Dạ, ăn nó sực sực. Tối mình qua chơi đồ ăn người ta. Mềm không? Mưa ớt. Mưa ớt rồi. Nhiều quá không biết ăn gì. Ăn cái mực này cũng ngon ta. Mực này chiên giòn, cái này chiên nhúng bọt á, nhúng bọt chiên giòn. Ăn với muối tương tương ớt. Tương 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 ớt chứ. Ngon luôn. Hết cả luôn. Cảm ơn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của nhà mình nha. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Bye bye. Bye bye.